Chân mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục là mình chia sẻ một cái bàn cắt clip gạch nha cô chú anh chị. Thì cái này đã mình đã hoàn thiện rồi nha. Đó. Thì cái hoàn thiện này mình để cắt chuyên về để mình cắt clip không nha. Mình không có làm cắt ngang nha cô chú anh chị. Thì nếu mà cắt ngang á, thì mình sẽ thay đổi cái kết cấu ở đây thôi, kết cấu để bắt cái máy nghiêng 45 độ này nha cô chú. Đó. Thì đây mình đã chế xong rồi nè. Thì mình chia sẻ đây là kích thước với loại sắt luôn nha cô chú. Thì ở đây đó là kích thước á, là cái mâm này đây. Cái mâm này đó là nó dài là 65 nha cô chú. Thì nó 65 này thì nó sẽ cắt được gạch 60 nha. Đó. Còn cái chiều ngang này thì mình tính kể từ cái lưỡi ra đây là nó 35. Thì nếu mình cắt dài ra nữa thì có thể mình chim ở ngoài, chứ còn mình làm cho nó dài nữa thì nó sẽ tím chiếm diện tích rất nhiều nha. Đó. Còn cái này là cái mâm để gạch để mình cắt miếng clip. Còn cái dưới này là cái chân, thì dàn chân đây là mình chiều ngang nó là 30. Đó. 30 cm nha cô chú. Còn cái chiều dài đó, đây là chiều dài, thì chiều dài này là 85 đó, 85. Thì cái thanh để bi bi trượt trên này á, thì cũng 85 luôn nha. Thì 85 để như mình đẩy qua đây là tới cái đầu đầu gạch nè, qua đây là đầu gạch, thì mình sẽ kéo kéo về đây. Đó là cuối cái miếng gạch đây nha cô chú, là gạch 60 nha. Ừ. Thì ở đây mình dùng cái lưỡi cắt này là một tấc, máy cắt một tấc. Thì cái thanh bi trượt này á là 20. Đó, chiều ngang nó 20. Đây. Chiều nay đó chiều ngang nó là 20, là 2 phân nha cô chú. Còn chiều cao nó là 4 phân. Thì ở đây là mình sử dụng cái khung sườn dàn chân dưới mâm toàn bộ là sắt phi 25 hết nha, sắt hợp 25 nha cô chú. Đó, là 2 2 phân rưỡi đây, 2 phân rưỡi hết nha. Thì 2 phân rưỡi. Còn những cái thanh này thì mình sử dụng là 14 vuông. Ở đây mình có là một cái lò xo. Cái lò xo này để mình để miếng gạch vô cô chú, khi mình đo kích cỡ, ví dụ gạch mình đây 40 thì mình đo từ đây tới đây là 39 năm ly nha cô chú anh chị. Thì góc bên đây cũng vậy luôn, thì hai bên nó sẽ đồng. Thì khi mình đẩy miếng gạch ra thì có cái lò xo nó sẽ ép miếng gạch mình lại nha, vẫn nó không bị rung chạy nha. Còn cái này là cái cỡ, ở đây là cũng cái cỡ mình gọc đường nè. Gọc đường này là 8 ly, để sử dụng ốc 8 ly nha. Ở đây cũng 8 ly luôn. Cái cỡ này thì ví dụ như miếng gạch mình nó nhỏ nữa thì mình không sử dụng cái cỡ này được nha. Tại vì nó chạy tới đây là nó sẽ đụng rồi. Mình từ 40 hoặc 30 là mình sử dụng cái cỡ. Còn nếu có dài ngắn nữa thì mình sẽ dặn cái cỡ này mình lấy ra nha. Đó. Cái mặt ngang cái này thì mình làm cái chân á, thì nó sẽ từ đây nó sẽ ngang luôn nha. Chiều cao này với chiều cao này bằng, ở sau này chiều cao này bằng. Ví dụ như chỗ nào mà không bằng thì mình có thể mình hạ lên hạ xuống được ngang cô chú. Tại đây mình có bắt hai ốc đây, hai ốc đây, thì toàn bộ mình xài là ốc 8 ly hết. Thì ở trong cái ống hộp này nè, mình siết nó sợ nó móp vô, thì trong này có cái khâu để mình siết vô cố định lại, nó không có móp ống này ngang cô chú. Thì cái phần mà bi trượt này thì mình đã có cái clip trước, mình đã có chia sẻ về mình chế một cái bi trượt này nha. Đây là cái bát đây mình bắt nè. Anh em nào mà có làm á, thì xem video của mình làm nha. Rất là ok. Thì mình hồi nãy
mình đã có cắt thử một miếng gạch này nha cô chú, để mình lấy cho cô chú xem, anh chị xem. Đây là miếng gạch mình đã, này là chiều ngang nó 30, chiều dài nó là 45. Đó. Chiều dài nó là 4,5 tấc, nhưng mình đã cắt clip rồi nè cô chú nè. Đường nó rất là chuẩn luôn nha. Đó. Đầu này tới đầu kia là nó sẽ thẳng băng, nó không có bị lệch miếng nào nha. Thì mình sẽ đưa vô đây. Khi mình để vô nè, mình để đẩy lại là nó sẽ lọt xuống nha. Đó. Này có cả cỡ luôn. Thì mình để miếng gạch vô đây, nó cỡ thì là cái đường này mình trước khi mình để miếng gạch vô mình cắt một lọt á, thì mình chỉnh cho nó đều luôn nha. Đây cái này mình lấy rất chuẩn luôn nha cô chú, 45 độ đó thì nó sẽ ra. Mình để như vậy nè, mình để như vậy thì nó không có vướng á. Thì khi cô chú anh chị mà đúc cái miếng gạch này vô, các bạn đúc miếng gạch vô thì mình sẽ chỉnh như chân cái đầu này, này chỉnh như chân cái đầu này ngay góc này, cái lưỡi mình nó vừa vừa đưa vô mà nó khoảng chừng còn một khoảng độ 1 ly nha, độ 1 ly thì mình sẽ lấy cái chỉnh đây đó, chỉnh đây rồi xong mình sẽ kéo cái lưỡi nó lại đằng này đó. Cái lưỡi đằng này lại thì mình sẽ chỉnh vô đây cũng độ 1 phân, 1 ly. Đó, thì mình sẽ chỉnh cái góc này là mình xếp cái cỡ này lại, thì cái miếng này á, thì nó chịu đây rồi. Thì cô chú anh chị cứ để y nguyên vậy là mình sẽ cắt nó sẽ rất là đều luôn nha cô chú. Mình lấy lên thì nó cũng cũng rất là dễ chứ nó không không khó nha. Khi mình lấy lên thì nó mình đẩy ngược lại đằng này, mình đẩy ngược lại đằng cái chỗ lò xo này thì nó sẽ rất ok nha. Cái bàn này, cái mâm mà để mình gạch lên vậy nè, nó cũng quan trọng. Thì mình hàng cố gắng sao mình lấy cho nó mặt bằng nha, mình đừng có quên với nó dảnh lên á thì nó không vuông nữa. Thì mình đặt miếng gạch vô nó cũng khó là cắt ngang rồi cô chú. À, cái thứ hai nữa thì cái chỗ mà cái bát bắt cái máy lên nữa nè, bát mang bắt máy lên nó cũng rất là quan trọng. Mình làm mình phải cân chỉnh cho nó độ chính xác nha. Thì mình đã làm hoàn thiện rồi nè. Rồi thì cái video này hôm nay mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn á, là đã mình lắp ráp một cái bàn cắt clip gạch cạnh góc 45 độ cho gạch là 30-60, nói chung gạch là từ 60 trở lại nha cô chú anh chị. Còn gạch lớn hơn nữa thì mình sẽ làm cái bàn nó sẽ dài ra nữa thì nó rất là bất tiện. Nếu mà gạch lớn á, thì mình sẽ dùng dụng cụ cắt rời bằng máy cắt rời. Rồi video mình có hay hữu ích, mong cô chú anh chị và các bạn cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Thấy có mà ở trong cái clip mình có cái gì thắc mắc thì cô chú anh chị nhớ bình luận bên dưới để cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi mình hẹn lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye.